Xin chào tất cả mọi người nhé, chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo mình hôm nay. Đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là làm thế nào để chúng ta khắc phục cái lỗi là không đăng được story hoặc là tin lên Facebook của chúng ta nhé mọi người nhé. Thì hiện tại là Facebook là đang bị lỗi đó mấy hôm nay rồi và mình cũng bị nha mọi người nhé. Đó, ví dụ như chúng ta khi mà chúng ta vào tạo cái tin của chúng ta hoặc là đăng cái story của chúng ta lên trên Facebook thì Facebook sẽ bị một cái lỗi là không đăng được nhé mọi người nhé. Vậy mình sẽ thử này, đó mình sẽ chọn một cái hình ảnh bất kỳ ở trong cái điện thoại của mình nhé và mình sẽ thêm phần âm nhạc chẳng hạn này, đó mình sẽ thêm bài này nhé. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ ấn phần cái chia sẻ này nhé mọi người nhé, mình sẽ chia sẻ lên luôn này. Đó, khi chia sẻ như này chúng ta sẽ ở trong một cái tình trạng là đang xử lý như này và một lúc sau Facebook nó sẽ báo là lỗi, mọi người nhìn thấy không ạ? Đây, cái tin của bạn này lỗi này, không tải được tin video lên tin này đúng không ạ mọi người? Đây, đây là đang chấm than là chúng ta không tải được nhá. Mặc dù cái mạng của chúng ta là ví dụ như điện thoại của chúng ta chạy như của mình là đang chạy 4G là vẫn còn dung lượng để vào mạng nhá mọi người nhá. Hoặc là mọi người bắt wifi cũng không đăng được nhá mọi người nhá. Mình cũng đã thử bắt wifi ở trên chiếc điện thoại của mình rồi và đều không đăng được như này. Đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm nào để khắc phục nhá mọi người nhá. Ok. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ vào cái phần cài đặt trên điện thoại cho mình. Đây, mình sẽ vào cái phần cài đặt nhá. Ok, chúng ta sẽ kéo xuống cái phần ứng dụng cho mình nhé mọi người nhá. Đây, chúng ta sẽ vào cái phần ứng dụng này. Đó. Rồi, thì ở trong cái điện thoại của chúng ta sẽ ra tất cả các ứng dụng ở trên điện thoại. Chúng ta sẽ tìm vào cái phần ứng dụng Facebook nha mọi người nhá. Đây, mình sẽ kéo xuống cái phần Facebook để mình tìm cái ứng dụng đây. Đây là Facebook của chúng ta, mình sẽ kích vào nhé mọi người nhá. Đó. Rồi ok, thì cái thông báo này là cái thông báo Facebook là mình đã chặn cái thông báo này rồi nhưng cái này nó không quan trọng cho lắm. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ kéo xuống đến cái phần là lưu trữ nhá mọi người nhá. Đó, đây này, cái phần lưu trữ đây, chúng ta sẽ kích vào cái phần lưu trữ cho mình. Đó. Và chúng ta sẽ ấn vào cái phần là xóa dữ liệu nhá mọi người nhá, xóa dữ liệu. Rồi, chúng ta chọn ok. Đây, mình đợi cái điện thoại của mình chạy nhé mọi người nhé. Đang tính toán lại kích cỡ này này. Đó, bao giờ điện thoại của chúng ta thông báo ok là xong nhé mọi người nhé. Rồi, đã được rồi này. Nếu mà các bạn mà, ví dụ ở cái chỗ xóa dữ liệu này này, các bạn khi mà xóa dữ liệu rồi mà không được, mà cái bộ nhớ đệm này nó vẫn còn cái megabyte này các bạn này, thì các bạn ấn tiếp vào cái phần là xóa bộ nhớ đệm cho mình nhé. Rồi ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cái cửa hàng CH Play. Đó, chúng ta sẽ tìm đến cái ứng dụng Facebook của chúng ta xem nó đã là cái phiên bản mới nhất chưa. Nếu là cái phiên bản mới nhất thì có chữ mở luôn rồi nhé mọi người nhé. Mình sẽ ấn mở luôn này. Còn không thì chúng ta sẽ ấn cập nhật nhé mọi người nhé. Ok, lúc này chúng ta sẽ điền tài khoản và mật khẩu Facebook của chúng ta vào đây nhé mọi người nhé. Ok, sau khi các bạn làm tất cả các bước cho mình thì nếu mà các bạn muốn chắc chắn thêm một chút thì các bạn sẽ reset lại cái điện thoại của chúng ta nhé mọi người nhé. Và chúng ta sẽ thử đăng tin này. Đó, đây là cái video vừa mình quay lại này. Đây, mình sẽ thử đăng cái tin lên xem nào nhé mọi người nhé. Rồi, mình sẽ ấn chia sẻ này. Đây, chúng ta sẽ đợi cái tin này nó chạy hết nhé mọi người nhé. Rồi, ok, mọi người nhìn thấy không ạ? Thì mình đã chia sẻ được tin lại bình thường rồi. Đó, các bạn khi mà các bạn xóa hết cái dữ liệu và các bạn sẽ phải reset lại cái điện thoại của chúng ta nhé mọi người nhé. Thì hiện tại là mình reset lại máy thì mình không quay được cái đoạn đấy cho các bạn xem. Đó, thì các bạn cứ làm các bước tương tự như của mình thì cái điện thoại của các bạn sẽ lại đăng được tin bình thường như này nhé mọi người nhé. Đó, mọi người thấy không ạ? Rồi ok, thì hôm nay mình đã hướng dẫn cho mọi người là cách khắc phục là tại sao điện thoại của chúng ta là không đăng được story hoặc là tin lên Facebook nhé mọi người nhé. Đó, thì mọi người xem được cái video của mình thấy hay và ích cho mình một like, một đăng ký và chia sẻ video giúp mình. Còn bây giờ mình xin khép lại cái video tại đây. Xin chào tất cả mọi người nhé.